2 xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bùa. Mình vì tàu lao chào với đào Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli và Đại Lâm Chuyện bên đây. Đây là tiếp tục kèo 4-4 để chấp hành đúng lĩnh làm là cánh chim đến từ Tân Biên Tây Ninh kết hợp cùng Biên Gò Dầu Dương Trà Vinh và Tâm Sino Chuyện 2 của Tây Ninh. Còn kèo bên kia là Tạ Tốn Kim Sơn Bi và Chuyện 2 của anh em Sóc Trăng. Kim Sơn là của tỉnh Biên An Giang kết hợp cùng anh em Sóc Trăng. Đang giao kèo những quả bóng trên không như thế nào nha các bạn. Cánh chim ơi, cánh chim, cánh chim, cánh chim. Cũng bắt là bắt luôn cánh chim, đừng có bắt, thí dụ bắt là ấy luôn để ngoài ta xử phải không. Cũng bắt là bắt luôn phải không, chứ đừng có nói vậy phải không. Bắt là bắt đúng không, chứ đừng có ấy phải không. Rồi giao kèo và cáp kèo tiếp tục. Không không, bắt là bắt, thua là thua đấy ông. Đằng ngoài ta xử với ông, chứ còn nói này cái gói lắm phải không. Chúc cho tất cả mọi người luôn sức khỏe bình an, xem bóng vui vẻ nha các bạn. Vui vẻ ve vội thôi. Không không, lại là Tạ Tôn phát bóng quá nguy hiểm. Lần đầu tiên Miên Gò Dầu gãy bước một đầu tiên. 1-0. Đáng tiếc một pha phòng thủ không được tốt rồi của anh em tem Sóc Trăng. Bánh bia bốn đôi lèo. Còn đây là cái nhóm ở ngoài cũng là của anh em Chuyện 2 và Cổ Thiên Lạc của Hà Tiên. Một đều môi môi. Một pha đập bóng không mấy quy lực giữa tay trái biên xoay rồi. Lọt trắng. Vậy lọt đó luôn hả? 2-1. Tạ Tôn phát bóng ra ngoài. 2-2. Bi bi. Nói là cặp đấu rất ngang tài ngang sức với nhau. Tạ Tôn. Lại là Tạ Tốn chủ lực bên kia. Còn bên đây là Miên Gò Dầu giữa cánh chim biên số 4 và Dương Trà Vinh biên số 2. Không có nghe. Baby. Đáng tiếc cho Kim Sơn thật sự các bạn à. Một pha tình cho không biếu không của Miên Gò Dầu. Kim Sơn bước một không tốt tạo điều kiện cho Miên Gò Dầu chống chăn dò gà. Còn bên đây là các cầu thủ trẻ sinh viên đang ẩn núp phía trong, đang rình rập rất ghê gớm và gầm ghê. Mất bàn. Đáng tiếc một pha chuyền hai quá khó rồi cho tay trái rồi. 4-3. Buôn bay. Bốn đều. Miên Gò Dầu khóc. Lâu qua đánh không có đánh thủ nổi mày ơi. Miên Gò Dầu lần đầu tiên mặt nhăn khóc cái vậy. Bốn đều. Buôn buôn. Bốn đều.
Đáng tiếc cho Tạ Tốn thật sự các bạn à. Một pha phản công. Và Miên Gò Dầu là người chắn được bóng phản công gì rồi của Tạ Tốn. 5-4. Rabun. 5-4. Tạ Tốn. Một pha xử lý hay của Tạ Tốn. 5-0. Nam đều. Tạ Tốn phát bóng rất khó chịu nha các bạn. Không thể đùa được với Tạ Tốn. Vừa nói xong Tạ Tốn phát ra ngoài luôn. 6-5. Đánh có 15-16 điểm mà còn hỏi sao lớn sao nhỏ là sao? Chứ đâu phải đánh như tụi con đâu. Tụi con đánh 85 điểm không. 6-5. Đánh cái 16 điểm còn. Quá ghê. Xe 3, xe 4, bây giờ là xe 44. 6 đều. Ramui. Tranh thủ thời gian quảng cáo và quảng cáo. Quảng cáo hoài không thấy ai mua hết. Toàn thấy sạch không thấy mua. Sao đều. Thể Tâm Sino là người chuyền quá khó cho Dương Trà Vinh vừa rồi. 7-6. Tám sao đội sân. Có thể nói Miên Gò Dầu một pha bắt bài phòng thủ tốt và một pha phản công tốt. Tám sao. Bảy tám. Pha công lưới tốt rồi của Tạ Tốn. Các bạn nào xem phim kiếm hiệp trước đây, Tạ Tốn là một trong những có cái đầu lông đầu thật sự rất lợi hại. Chỉ cần móc cái đầu lông đau ra thôi thì binh sĩ sẽ ngã rạp thôi. Còn Tạ Tốn này hiện tại bây giờ không còn là Tạ Tốn nữa rồi. Quá ghê. Tại nó một pha xử lý quá hay rồi chỗ cánh chim. Một pha xử lý quá hay của cánh chim. 9-7. Quá hay. Tiếp tục. Quá hay. Quá hay.
Thi ơi, Thi ơi, có bạc không? Chị Bành nào? Chị Bành có thằng gì kìa? Tiếp tục cuộc chơi trọng tài. Trọng tài Thi Béo. Trọng tài Thi Béo. Trọng tài Thi Béo quyết định miên gọi dầu. Các anh chị em hợp lại tiếp tục cuộc chơi. Bóng chì là phải có cãi nhau và cãi nhau nha các bạn. Trọng tài là người quyết định cuối cùng. Mấy ai miên gọi dầu? Không bảy. Một pha kết thúc tốt của Tà Tôn. 17. Ôi, trời trời các bạn. 80. Lo luôn cho bù. 80. Đáng tiếc cho Bi càng trái các bạn à. Thật sự kèo trái của Bi kỳ một quả không tốt cho Tà Tôn. 11-8. Một pha ráp trắng hay gì rồi của Dương và cánh chim. 12-8. Đáng tiếc cho cánh chim, tay của cánh chim đã thọt vào lưới nữa rồi. chín mươi hai. Pha trắng tốt của Bi. 10-12. Bên này lụp chụp quá, mấy chai banh ngon ngon không mà tự nhiên lụp chụp. Quá hay. Tiếp tục ngon lành cho Tà Tôn. Đáng tiếc cho Tà Tôn thật sự các bạn à. Ủa cho anh chúng ta ăn thi. Không chúng ta luôn hả? Không chúng ta luôn. Má bánh này ngon ghê luôn trời. 13-10. Đáng tiếc cho Tà Tôn. Quá ngon. 11-13. Miên gọi dầu phá bóng không lưới. Ôi cơ hội đó lại là 11-12 có cơ hội rồi. 11-13. Lại là Tạ Tốn phá bóng hồng. 14-11.
đáng tiếc mà lu sa bu và lu sa bu các bạn ha. Có thể nó hai ba pha lu sa bu và lu sa bu. Có thể nói là tem Sóc Trăng một quả lỗi kỹ thuật xấu tay. Lỗi kỹ thuật xấu tay các bạn à. Nhưng cánh chim là người không mất thì tiếp tục cuộc chơi thôi. Có thể nói bên tem của Sóc Trăng lỗi kỹ thuật nhưng cánh chim cứ ư à. 12-14. À, xét đấu này có thể nói là lu sa bu và lu sa bu. Đang tiếp cho cánh chim. Một pha trong chân cánh chim đánh ra ngoài. Thật sự đang tiếp cho cánh chim các bạn à. 13-14. Cánh chim tự trách mình thôi, không còn trách ai được, vào bóng vô rồi. 13-14. Lip rô và lip rô. Mười ba bốn rất căng. Mười sáu tới. Đang tiếc cho Tạ Tốn thật sự các bạn à. 15-13. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến hết. Cánh chim và Dương Trà Vinh ráp trắng một quả quá hay vừa rồi. Cuối cùng xin chúc mừng tem gò dầu cánh chim vào bờ. 16-13.